Như video trước á, thì Hoàng Linh nó hướng dẫn cái cách dựng hình cái bông sen. Thì ở video này á, thì Hoàng Linh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cọ để vẽ. Đầu tiên á, là chúng ta cần một cái chén nước, một cái dĩa để pha màu. Chén nước thì chúng ta nhúng bút vào trong đó. Nếu các bạn có khăn giấy thì các bạn có thể thấm vào khăn giấy để lượt bớt cái lượng nước đi. Giấy thì lại là cái loại giấy mà có thể thấm hút được tốt. Tiếp theo đó các bạn cho bút vào trong, nhúng vào trong màu trắng nha. Màu trắng. Màu trắng rồi xong á, cho đỉnh bút vào trong cái màu màu tím cánh sen để chúng ta. Lúc này thì cái bút chúng ta nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu tím cánh sen, màu hồng cánh sen á. Thì khi mình đặt bút xuống á, thì nó sẽ loang đều hai màu lại với nhau. Động tác thứ nhất là chúng ta đặt bút mũi hướng lên trên. Như thế này thì chúng ta vẽ được một nửa của cánh sen. Tiếp theo á, là chúng ta vẽ một nửa còn lại. Đấy, như thế này là chúng ta có một cái cánh sen rồi. Các bạn nhớ là cho màu trắng vào đây để khi mà nó loang ra thì nó hòa với cái màu màu hồng cánh sen, nó sẽ tạo ra một cái màu trung gian, nó chuyển sắc độ từ từ. Bút mình phải ngậm nước, tốt nhất là bút lông thỏ thì sẽ dễ vẽ hơn. Này, màu trắng này, chấm trên đỉnh này. Tiếp tục chúng ta vẽ một phần hai của nửa cánh sen thứ hai và vẽ trọn một nửa của cánh sen thứ hai đó, nó ôm vào một phần hai để nó nép vào đây. Bên này cũng vậy, tương tự đối xứng ngược lại thôi. Đây, ở cái bài đầu tiên này thì Quang Lĩnh hướng dẫn cho mọi người vẽ cái cách đơn giản thôi. Đây, cái dưới cuối thì chúng ta kéo thế này luôn, là một nửa thôi, nửa cánh sen. Chúng ta có thể vẽ những cái cánh đối diện như thế này. Đây, đây là những cái cánh sen đối diện, những cánh nếp bên dưới dưới cùng ấy. Bạn nhớ nha. Rồi, ở đây là cái tầng lớp phía trước, còn cái lớp phía sau của bánh sen là mặt sau này. Là chúng ta nhìn bên này chúng ta sẽ thấy nó nhô lên một tí xíu. Chúng ta càng thêm một chút xíu nước này để cái bút nó no nước lại. Xong chúng ta bắt đầu lại như đầu, lại vào màu trắng. Chấm một tí xíu màu hồng cánh sen lên. Chúng ta chỉnh, chúng ta đi khéo léo nha, đừng để nó loang lên. Đây, đó, như vậy thì chúng ta đã xong một cái bông sen. Xong một cái bông sen. Lát nữa chứ đợi khô chúng ta sẽ đi màu vàng làm nhị và đài sen. Nó bây giờ gồm có hai phần xanh lá và màu vàng. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ một cái búp sen nữa. Ở đây mình chỉ hướng dẫn cái cách thôi chứ mình không có trình bày ra bố cục nha. Cho nên cái búp nó sẽ nằm thấp dưới này nha. Đấy. Chúng ta có thể vẽ nhiều cái búp. Rất đơn giản nha. Thể thêm cái tầng dưới cái búp. Đó. Đó, như thế là một cái búp sen. Rồi. À, các bạn có thể sử dụng hai cái bút để vẽ cho nó dễ. Ở đây mình dùng một cây cho nên xong là phải rửa sạch. Rửa sạch.
để lấy màu xanh. Màu xanh này mình cảm giác màu xanh này nó chưa đủ tươi thì chúng ta có thể sử dụng màu vàng pha vào để nó ra màu xanh lá thật là tươi. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng màu vàng tí vàng ha, để đây tí xanh lá đây, đánh thay màu lên nó sẽ ra màu xanh lá rất là tươi nha. Thêm một tí màu trời để nó giảm độ lại. Rồi, như vậy thì hiện giờ mình đang có cái màu rất là tươi, nhưng mà màu này vẫn chưa ổn. Thêm một tí màu đen trong thủy mặc, cái màu nó hơi trầm một tí xíu, màu đen nó sẽ nằm ở trên cái đỉnh. Đây mình sẽ vẽ cái tiếp theo, đó là cái lá cuốn lại. Lá cuốn lại thì việc đầu tiên là mình sẽ đi một cạnh đó, và mình đi tiếp theo một cạnh bên kia. Đây là xong một cái lá cuốn, và để vẽ cái phần mình sẽ chừa lại đó để lát nữa mình sẽ vẽ tiếp cho nó dễ, đỡ phải pha màu nhiều là bởi vì đang sử dụng một cái bút. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cuốn cuốn của khoan nữa, mình sẽ vẽ tiếp theo đó là cái lá nằm nghiêng. Đấy. Mình sẽ lấy màu đen ở trên đỉnh này. Ta đặt bút như thế này nha. Bạn chú ý nha, đặt bút như thế này. Chúng ta đặt xuống. Đấy. Màu đen nó nằm ở dưới nè. Màu xanh nằm ở trên này. Đấy, như vậy là chúng ta ra được một cái lá nó đang xòe ra như thế này. Các bạn có thể hình dung rất là dễ nha. Rồi, chúng ta cũng làm lại thao tác lấy màu lại y chang như nãy. Lấy màu đen nằm ở trên đỉnh. Lần này chúng ta sẽ đặt bút cũng song song với cái đường bút nãy, nhưng nó khác một chút là cái mũi bút nó sẽ xen vào những cái kẽ như thế này. Nó sẽ phân tách thành hai cái tầng lá khác nhau. Chú ý các bạn cho màu đậm đậm một chút. Đấy, là như vậy thì chúng ta đã có một cái lá nằm ngang. Rồi, tiếp tục mình sẽ sử dụng cái này, phần này mình sẽ đi ra cái lá này luôn. Lá của cái lá cuốn ha. Đấy, các bạn đã thấy ra hình dung của cái lá rồi đúng không? Mình tiếp theo là mình sẽ vẽ cái cuốn lá luôn. Cuốn chúng ta cho nó uyển chuyển một cách nhẹ nhàng tự nhiên nha. Hơi màu hơi đen nha. Vẽ màu sáng lên chút. Này các bạn nên thử màu trước khi chúng ta đi vào trong đây nha. Như thế này thì màu nó không có được đẹp lắm. Đấy, ví dụ như vậy thì cái cuốn lá này nó sẽ có những cái gai. Đấy, gai chúng ta đi tự nhiên thôi. Đối với những cái hình đơn giản thì chúng ta vẽ tới đây là nó đã hoàn thành rồi. Để giúp cho các bạn nhìn rõ hơn, chi tiết hơn thì Quang Lĩnh sẽ đi tiếp tục những cái nét còn lại. Đó là chúng ta vẽ cái đài sen. Rồi chúng ta thêm nhị vào. Chúng ta dùng màu xanh xanh lá. Chúng ta sẽ
vẽ một cái đài sen trong này. Đấy. Rồi lát nữa chúng ta sẽ thêm nhị vào cho cái đài sen này. Tương tự thì lúc nãy chúng ta vẽ còn thiếu một cái nữa, đó chính là cái trái sen. Khi ra đài rồi chỗ bông rồi thì nó sẽ có trái. Đây, các bạn xem nè, cái sen mình vẽ nha. Này thực ra dễ thôi, nó chỉ có phần là cong bút thôi. Chúng ta cần phải đợi khô một tí xíu. Chúng ta vẽ những cái, nhưng mà phải đợi khô một chút nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Trong quá trình mình đang sử dụng màu đen thì mình vẽ luôn cái gân lá nha. Các bạn chú ý nha, gân lá nó sẽ đi từ dưới này lên. Đây. Gân của những cái lá à, các phần gân lá này nó có quy tắc này. Nếu mà những các bạn nào mà chưa hoặc là ít nhìn thấy những cái bông sen, những cái lá sen thì chúng ta khó vẽ. Thì trong quá trình vẽ thì chúng ta nếu mà có thời gian chúng ta nên đi thực tế, chúng ta xem những cái lá sen bên ngoài nó như thế nào. Còn không thì các bạn có thể xem những cái hình ở trên mạng, hình chụp chụp thật của bông sen á. Rồi đấy, xong cái phần lá sen, tiếp theo là trong này chúng ta vẽ những cái hạt sen. Rồi phần tiếp theo nữa là phần nhị cho bông sen. Các bạn có thể sử dụng những cái bút cọ tỉa đó, thì chúng ta vẽ cái nét cho nó mạnh. Lúc nãy giờ là mình sử dụng có một cây bút thôi. Đấy. Đây là cách vẽ thủy mặc về hoa sen đơn giản. Chúc các bạn thành công nha. Các bạn nào mà thắc mắc thêm thì hãy để lại comment bên dưới. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Quang Lĩnh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.